sau khi đi một số nơi thì chúng tôi thấy là về cái công tác phòng cháy chữa cháy của các cái nhà trọ cũng như là các cái chung cư đã tuân thủ cơ bản các cái quy định của nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên vẫn còn một số cái khuyết điểm cần phải khắc phục. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các cái nội dung tiếp theo là kiểm tra, rà soát lại toàn bộ những cái nhà trọ, đặc biệt là những nhà trọ từ 3 tầng trở lên, để có cái giải pháp khắc phục, đưa ra những giải pháp khắc phục cụ thể cho từng cái trường hợp, để đảm bảo an toàn nhất phòng cháy chữa cháy cho người dân.